Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn xin kính chào quý vị và toàn thể các bạn. Hiện tại bây giờ đang là 4 giờ chiều ngày 26 tháng 8 năm 2019. Cửa hàng của chúng tôi rất là vinh dự được đón tiếp bác Hải. Bác đến từ Thanh Nhàn, phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thì bác đã biết cửa hàng của chúng tôi cũng tương đối là cũng biết trong một cái thời gian qua. Thì bác chưa có thời gian về trực tiếp cửa hàng mà lấy bác. Khi bác biết được thông tin là cửa hàng của chúng tôi là có một cái bức tranh từ quý là Mai Lan Cúc Trúc, hàng đẳng cấp và đỉnh cao, thì bác quyết định là đến trực tiếp cửa hàng và xem thực tế và thưởng ngoạn chiêm ngưỡng cái bức tranh, cái bộ tranh từ quý này. Thì khi bác xem trực tiếp và thực tế thì bác rất là ưng ý về chất lượng cũng như là giá cả của cái sản phẩm. Thì giá cả của sản phẩm của cửa hàng của chúng tôi bán rất là cạnh tranh. Đấy, thì bác đã quyết định chốt và mua luôn cái bức tranh này. Và chúng tôi bây giờ hiện tại là chúng tôi đang đóng gói luôn để cho bác chuyển về ngay trong chiều hôm nay. Thì nhân dịp video này thì chúng tôi, cửa hàng của chúng tôi rất là trân trọng cảm ơn bác. Bác đã đến trực tiếp cửa hàng để mua, giao lưu và ủng hộ cửa hàng của chúng tôi. Và đây là bộ sản phẩm thứ hai bác mua. Thì bức trước thì bác đã mua một cái bức là phù dung chi. Thì hôm nay thì bác mà có thời gian trực tiếp để về để cửa hàng để tận mắt để xem những cái món sản phẩm cửa hàng của chúng tôi bán ra. Thì chúng tôi cũng rất là chân thành cảm ơn bác. Thì cũng chúc nhân đây thì cũng chúc bác và toàn thể gia đình là luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn thì luôn luôn gặp nhiều may mắn. Thì quý vị nào mà quan tâm đến các cái món sản phẩm là đồ gỗ cũ thì có thể liên hệ trực tiếp cho cửa hàng của chúng tôi qua số điện thoại 0985 230 858, hoặc quý vị có thể nhắn tin Zalo, Facebook, Viber theo số điện thoại ở trên để lấy thêm thông tin và hình ảnh chi tiết nhất cũng như là giá của cái sản phẩm mà quý vị muốn quan tâm. Thì địa chỉ của cửa hàng của chúng tôi là ở tượng đài Phụ Nữ Ba Đàm Đang, thị trấn Phùng, huyện An Phượng, Hà Nội. Thì quý vị cứ đến trực tiếp đến khu tượng đài đấy, cửa hàng của chúng tôi là cách trung tâm tượng đài là từ 300 đến 500 mét. Thì ngoài cái sản phẩm này ra thì chúng tôi bán rất là nhiều những cái sản phẩm khác như sập vụ, tủ chè, bàn ghế các loại. Thì cửa hàng của chúng tôi là giao lưu với anh em mọi miền Tổ quốc, cả anh em Bắc và trong Nam. Đấy, giao lưu với anh em thợ thuyền lẫn người dân tiêu dùng. Chuyện quý vị nào quan tâm thì có thể đến trực tiếp cửa hàng. Cửa hàng địa chỉ cửa hàng thì chính xác là ở số nhà 33, đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Thì quý vị xem thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những sản phẩm mà cửa hàng về mới nhất và thường xuyên nhất. Thì sau đây thì đây là những cái hình ảnh mà cái bộ tranh từ quý mà tôi đã giao lưu và bán cho bác Hải. Đấy, thì quý vị có thể tham khảo thêm. Đấy, quý vị có thể tham khảo thêm những cái sản phẩm như này. Đấy, cái sản phẩm là bộ tranh từ quý đây. Và tôi up lên như này để cho quý vị biết là rất là nhiều bác hỏi và muốn là bảo là đến xem cái bộ tranh này. Nhưng mà tôi đăng lên như này để cho quý vị nó biết là tôi đã bán rồi. Thì xin tạ lỗi với quý vị là để xin hẹn quý vị lại ở những cái bức tranh tiếp theo. Đấy, cửa hàng Bùi Tuấn sẽ đi sưu tầm, cố gắng sưu tầm để phục vụ các bác tốt hơn. Cho nên quý vị nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh. Thì sau đây thì tôi xin được dừng cái video clip ở tại đây. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.